Nhằm lập thành tích chào mừng kỷ niệm 79 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, phường 3 thành phố Vị Thanh đã tổ chức hội thao bóng chuyền hơi nữ, và trên màn ảnh của các bạn là xếp một trận đấu giữa hai đội nữ trung học phổ thông Vị Thanh và nữ tiểu học Nguyễn Việt Hồng. Mời các bạn cùng theo dõi nhé. Hiện tại thì đây là trận đấu đang diễn ra giữa trường trung học Phổ thông Vị Thanh và trường tiểu học Nguyễn Việt Hồng trong khuôn khổ giải bóng chuyền hai nữ chào mừng kỷ niệm 79 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 2 tháng 9 năm 1945, 2 tháng 9 năm 2024, đơn vị đăng cai tổ chức là Ủy ban nhân dân phường 3. Tỷ số hiện tại như vậy. Hiện tại thì trường tiểu học Nguyễn Việt Hồng 5, trường trung học Phổ thông Vị Thanh 4. Điểm cho trường Thanh 5 điều. Hiện tại là cô Ngọc đang giao bóng. Hay quá Ngọc ơi, hay quá cô ơi. Tiếp theo là cô Tiết đang giao bóng, hy vọng sang điểm trực tiếp. Đập cô Tiết ơi. Tốt cho trường Nguyễn Việt Hồng 6 điều. Hay quá cô Thơ ơi. Đập cô Thơ ơi. Hay quá. Bóng không vào lưới, điểm cho trường Nguyễn Việt Hồng 7-6. Hay quá. Tập bóng tốt, điểm cho trường Nguyễn Việt Hồng 8-6. Tiếp tục điểm cho trường Nguyễn Việt Hồng 9-6. Điểm cho trung học Phổ thông Vị Thanh 7-9. Không vào lưới, điểm cho Vị Thanh 8-9.
cho trường Nguyễn Việt Hồng. 18. Tiếp tục điểm cho Nguyễn Việt Hồng 16-8. Lưới điểm cho Nguyễn Việt Hồng 17-8. Mấy cố lên mấy cô ơi. Điểm cho Vị Thanh 9-17. Đánh bóng tốt, điểm cho Vị Thanh 10-17. Tuyệt vời, tiếp tục điểm cho Vị Thanh 11-17. Cô Thiết đang vào bóng. Yeah.
chân hay quá. Quá trời cái chân luôn rồi. Quá trời chân dài luôn. Cái tay hay quá. Bóng không vào lưới, điểm cho Vị Thanh 12-17. Có lên. Cô Thơ ra cho bóng. Hay quá. Tiếp tục điểm cho Vị Thanh 13-17. Hay quá cô Ly ơi. Hết nhịp rồi. Điểm cho Nguyễn Việt Hồng 18-13. Điểm cho Nguyễn Việt Hồng gì vậy? Bị gì vậy? Lỗi gì vậy? Mất hả? Lỗi tấn công. Điểm cho Vị Thanh 14-19. Trong tài nhà không khỏi hả? Con ấy đang chuẩn bị cho bóng. Không có. Về cà về nữa không? Về cắt nữa. Bóng không qua lưới, điểm cho Nguyễn Việt Hồng 20-14. 20-14 rồi nha. Ủa 21 hả? Để cho mà mời ít vậy? 25 mà. 21 hả? Quá trời hay luôn cô ơi.